Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em cùng thiếu nhi chúng con rất thân mến, giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng. Ngài là một người bạn đồng hành cùng với Thánh Phaolô trên các hành trình truyền giáo. Ngài đã viết sách Tin Mừng cũng như là sách Công Vụ Tông Đồ để lại cho chúng ta những câu chuyện, những bài học từ cuộc đời của Chúa Giêsu cũng như là từ những ngày đầu của Hội Thánh. Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta một vị Thánh tuyệt vời, một con người nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng để trở nên gương mẫu cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Luca cho mỗi người chúng ta cũng biết tha thiết với Tin Mừng của Chúa bằng cách yêu mến, nghiền ngẫm, đọc, suy niệm lời Chúa và trở thành những chứng nhân rao giảng lời Chúa cho thế giới hôm nay, cách đặc biệt là cho những người nghèo khổ. Hiệp dâng trong thánh lễ chiều nay, chúng ta dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cha cố Martino Ngô Vĩnh Hy, chánh xứ Hợp An mới qua đời, cầu nguyện cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Vải, linh hồn Rosa Trần Thị Hồng Yến, linh hồn Bartolomeo Teresa nhân ngày giỗ, linh hồn Thomas và Maria, các linh hồn tổ tiên và hết thảy các linh hồn. Giờ đây chúng ta cùng nhau thành tâm ăn năn thống hối tội lỗi, xin Chúa thương xót tha thứ để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Về bé ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con nghe lời Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con khen mẹ Chúa vì vinh quang cao mẹ Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa sẽ ngồi trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã chọn Thánh Luca sai đi rao giảng và viết sách tin mừng để làm chứng cho mọi người nhận biết. Chúa đặc biệt yêu thương những kẻ khó nghèo. Xin cho những người mang danh Kitô hữu được đồng tâm nhất trí với nhau, hầu muôn dân được thấy ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timôthêô. Con thân mến, Đêmê đã lìa bỏ cha bởi nó yêu chuộng sự đời này và đã chạy sang Thessalonica, còn Resen thì đi Galata, Tito thì đi Dalmatia, chỉ còn một mình Luca ở với cha. Con hãy đem Marco đi và dẫn tới đây với con, vì anh ấy có thể giúp ích để cha chu toàn chức vụ. Còn Tikio thì cha đã sai đi Epheso rồi. Cái áo khoác của cha để quên tại nhà ông Cabo ở Choa. Khi con tới, hãy mang đến cho cha cả những cuốn sách và nhất là những mảnh da thuộc để viết. Anh thợ đồng Alessandro đã làm cho cha phải chịu nhiều đau khốn khổ. Chúa sẽ trả báo cho nó tùy theo công việc nó đã làm. Cả con nữa, con cũng phải xa lánh nó, vì nó kịch liệt phản đối lời giảng dạy của chúng ta. Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha thì chẳng ai bênh đỡ cha, trái lại mọi người đều bỏ mặc cha. Xin chớ chấp tội họ, nhưng Chúa đã phù hộ cha và ban sức mạnh cho cha, để nhờ cha mà lời giao giảng được hoàn tất và tất cả các dân ngoại được nghe. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lạy Chúa, con cái Chúa đã làm cho loài người nhân biết vinh quang cao cả nước Chúa. Lời Chúa. Con cái Chúa làm cho loài người nhân biết vinh quang cao cả nước Chúa. Lạy Chúa. Mọi công việc của Chúa hay ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hay chúc tụng Ngài. Thiên hạ hay nói lên vinh quang nước Chúa, và hay để quyền năng của Ngài. Lạy Chúa, con cái Chúa để cho loài người nhận biết vinh quang cao cả nước Chúa. Để con cái loài người nhân biết quyền năng và vinh quang cao cả nước Chúa. Nước Chúa là nước vĩnh cửu muôn đời. Chủ quyền Chúa tồn tại qua muôn thế hệ. Lạy Chúa, con cái Chúa làm cho loài người nhận biết vinh quang cao cả nước Chúa. Chúa công minh trong mọi đường lối của người và yêu thương mọi kỳ công người tạo tác. Chúa ở gần những kẻ kêu cầu người, những kẻ kêu cầu người với lòng thành thật. Lạy Chúa, con cái Chúa làm cho loài người nhận biết vinh quang cao cả nước Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa khen, xin Thầy đã chọn các con để các con đi và mang lại hoa trái. Về để hoa trái các con tồn tại.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi, này ta sai các con như chiên con ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý anh bành chị em cùng thiếu nhi chúng con rất thân mến. Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng và tác giả của sách Công Vụ Tông Đồ. Chúng ta thấy đó là những tài liệu hết sức quý giá đối với đời sống đức tin, đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Và đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe đó, Chúa Giêsu cũng đề cập đến việc loan báo Tin Mừng. Và chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu có một cái mối ưu tư, Chúa Giêsu có một cái nỗi khắc khoải khi Chúa nói với các môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì sao chúng con? Thợ gặt thì ít, tức là công việc thì rất là nhiều nhưng mà người làm thì không có đủ. Và chúng con thấy Chúa Giêsu sai các môn đệ đi đó, thì chúng ta hiểu được vì sao lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Chúng con nhìn thấy Chúa Giêsu nói với chúng con và các môn đệ là: thầy sai anh em như là con chiên đi vào giữa. Đi vào giữa cái gì? Đi vào giữa bầy sói. Tức là làm sao? Nguy hiểm hay là an toàn? Nguy hiểm. Con chiên mà đi vào giữa bầy sói thì gần như là đi vào chỗ, đi vào chỗ chết. Đúng rồi. Chúng ta thấy cái lý do thứ nhất, công việc này nguy hiểm, có khi đòi người ta phải hy sinh mạng sống của mình. Rồi chúng con thấy không chỉ nguy hiểm, thường đó thì khi mà người ta làm những cái việc mà nguy hiểm á, thì phải được lương cao. Nhưng mà đằng này không à. Chúa Giêsu nói không được mang tiền, không được mang bao bì, không được mang giày dép. Rồi ai cho cái gì thì ăn cái đó, không có được kén chọn. Một cái công việc chúng con thấy hết sức là bấp bênh, hết sức là bấp bênh, nguy hiểm. Mà nguy hiểm rồi thì lại còn không được trả công. Chúng ta thấy xứng với cái sự nguy hiểm, trái lại hoàn toàn bấp bênh, hoàn toàn bấp bênh. Sống nhờ vào cái sự quảng đại của người khác, chứ mình không có được phép đòi hỏi, không được phép đòi hỏi. Đã hy sinh nhiều như vậy rồi, chấp nhận hy sinh mạng sống của mình rồi, chấp nhận phó thác tương lai của mình cho Chúa rồi, nhưng mà chúng con thấy
cũng không phải được hết mọi người yêu mến. Dù mình làm việc tốt, nhưng mà cũng có người đón nhận, cũng có người từ chối. Bằng chứng Chúa nói rằng ai không tiếp đón các con thì các con đi ra khỏi đó, tức là còn bị người ta xua đuổi, còn bị người ta từ chối nữa. Không phải thành công 100%. Từ những cái lý do đó chúng con thấy không? Công việc rao giảng tin mừng này, nguy hiểm này, bấp bênh này, rồi còn có khả năng bị người khác từ chối, khước từ mình nữa. Cho nên chúng ta hiểu được cái lý do lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Luca, tác giả sách Kinh Mừng, người đã chấp nhận những cái thử thách đó, gánh vác cái việc rao giảng tin mừng trong thế giới. Chúng ta được gương sống của Ngài khích lệ chúng ta, để chúng con cũng can đảm nghe lời cái thao thức của Chúa, thấy được cái tình trạng của con người ngày hôm nay, tội lỗi, đau khổ, sống trong bóng tối của sự chết đó. Chúng con can đảm, mạnh dạn, chúng con nói với Chúa, nguy hiểm cũng được, bấp bênh cũng được, bị người khác từ chối cũng được, nhưng mà con sung phong, con trở thành người đi rao giảng tin mừng của Chúa. Xin Thánh Luca cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta được can đảm trở thành những thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo, nhất là chúng ta sắp mừng lễ Khánh Nhật truyền giáo ngày Chủ Nhật tới đây đó. Xin Ngài thắp lên trong lòng chúng ta nhiệt tâm loan báo tin mừng, dù chúng ta biết đó là một công việc vất vả, nguy hiểm, nhưng mà chúng ta tin vào tình thương và quyền năng của Chúa. Anh chị em hãy...